Lâu nay, Mỹ và phương Tây vẫn tự cho mình quyền được phán xét về dân chủ, nhân quyền của quốc gia khác, thậm chí dùng đe dọa quân sự, can thiệp vũ trang vào quốc gia có chủ quyền dưới các chiêu bài nhân quyền. Họ vẫn thường đưa ra những cáo buộc thiếu căn cứ, không khách quan về tình hình vi phạm dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng chúng ta hãy nhìn nhận xem, ở đâu mới là quốc gia quan tâm đến nhân quyền thực chất? Cuộc chiến chống COVID-19 thời gian qua cho chúng ta câu trả lời. Ở Việt Nam, phương châm của cuộc chiến chống COVID là không để ai bị bỏ lại phía sau. Cả hệ thống chính trị, cơ quan ban ngành vào cuộc với yêu cầu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cho mọi người dân. Ở đó, đại bộ phận người dân được quan tâm, chăm sóc chứ không phải là chỉ thiểu số hay một bộ phận. Trong khi đó, ở một quốc gia phát triển ở phương Tây, người dân phải tự xoay sở, tự điều trị, không được điều trị tập trung dù đã dương tính với virus COVID-19. Nhân quyền chỉ đơn giản là quyền lợi của người dân được quan tâm và đảm bảo. Thực tế, chiến dịch chống dịch của chính phủ Việt Nam đang được người dân rất tin tưởng, ủng hộ và hài lòng. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chính phủ vẫn quyết định miễn phí toàn bộ chi phí xét nghiệm, điều trị, cách ly đối với công dân của mình. Còn đối với người nước ngoài, chi phí cách ly, xét nghiệm cũng được miễn phí. Rõ ràng, quyền lợi của người dân đã được đặt lên trên hết. Nhân quyền thực chất là đó chứ đâu xa xôi. Ở nền dân chủ của Việt Nâm, chính phủ sẵn sàng cử máy bay vào tâm dịch COVID-19, Vũ Hán, Trung Quốc để đón công dân về nước. Mọi chăm sóc y tế, hậu cần cho công tác cách ly, điều trị của người dân đều được chính phủ quan tâm sát sao. Bộ đội nhường doanh trại cho việc cách ly tập trung, huy động lực lượng để phục vụ, hỗ trợ người cách ly. Các khu vực cách ly tập trung được chính quyền cung cấp miễn phí thực phẩm, thức ăn. Còn vô số câu chuyện hết sức nhân văn, xúc động trong cuộc chiến chống dịch. Cách làm của chính phủ khiến người dân thấy hài lòng, yên tâm và quan trọng hơn là khơi dậy được tinh thần đoàn kết, ủng hộ chính phủ trong chống dịch. Nhân quyền hơn hết là những điều thực chất, thiết thực, gắn với chính quyền lợi của người dân chứ chẳng phải thứ gì cao xa, viển vông mà lâu nay nhiều đối tượng dân chủ vẫn đi tìm ở trời Tây.